Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tiết mục đặc sắc được trích trong hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2017 với chủ đề Tự hào người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong lòng dân có biết bao là tai mắt, lưỡi sữa kia sẵn có sao được vòng tay. Lời bác như còn vang vọng trần thiên trong lòng nhân dân. Ngày hội, hey! Ngày hội, hey! Ta cùng thi đua. Ngày hội, hey! Ngày hội, hey! Ta cùng thi đua.
cho hay. Sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ ở nhàn mãi sau. Giữa khu rừng ngàn năm ấm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đùi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng. Cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó, giữa cơn mưa rừng những khi lưng tựa vách chiến hào, nhiều khi vui sao đã hay quân chiến đấu.
chợ phiên vùng cao. Yêu lắm, say đắm, những tiếng nói hoa tiếng cười, những ánh mắt như ngóng chờ đợi ai. Say, 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 mắt em như hoa mới nở, đôi môi em như cành đào, để lòng ta say nụ cười của em. Ai dệt váy nở hoa, kèn ai kéo tròn chiếc hoa, để kèn em vang như dục lòng ta. Ai treo trăng trên vách đá, dừng đêm lạnh buốt vùng cao, mây bay tìm về mái núi, mà kèn em vang dạo dực lòng ta. Chương trình văn hóa thể thao tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.